Công việc của một kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý gồm những gì? Khóa học kế toán tổng hợp sản xuất gia công vàng bạc đá quý tại Trung tâm Đào tạo Kế toán Việt Hưng sẽ giúp các bạn tự tin thành thạo mọi nghiệp vụ, giải quyết những khó khăn, va chạm xử lý các tình huống thực tế, cách tính giá thành của mảng sản xuất gia công và xác định lãi lỗ, kinh nghiệm khi làm kế toán trong công ty kinh doanh sản xuất vàng bạc. Và các nội dung chính trong khóa học của Trung tâm Kế toán Việt Hưng sẽ được chia làm 3 nội dung chính. Nội dung thứ nhất liên quan đến việc khai báo dữ liệu đầu kỳ. Nội dung thứ hai sẽ bắt đầu đi vào các chứng từ phát sinh trong kỳ. Và nội dung thứ ba liên quan đến lên báo cáo tài chính. Trong phần đầu kỳ, các bạn sẽ được tìm hiểu về việc bàn giao sổ sách kế toán từ kế toán cũ để nắm được các số liệu cũng như quy trình của một công ty sản xuất và gia công vàng bạc đá quý, thực hiện việc khai báo các dữ liệu đầu kỳ để có được một báo cáo liên tiếp theo các năm. So sánh kiểm tra và đối chiếu sai sót giữa sổ tổng hợp và sổ chi tiết các tài khoản. Ở nội dung thứ hai liên quan đến các chứng từ, các bạn sẽ được làm trên các chứng từ thực tế, hướng dẫn cho các bạn cách hạch toán cũng như các nội dung liên quan đến mua nguyên vật liệu, các hồ sơ chứng minh được các nguồn gốc của mua nguyên vật liệu đó, các hạch toán đối với mua công cụ dụng cụ và tài sản cố định, phân biệt được đâu là công cụ và tài sản. Các nội dung liên quan đến kho, thực hiện việc kiểm tra đối chiếu đối với trường hợp âm kho và cách xử lý. Các hạch toán các nội dung liên quan đến tiền lương và bảo hiểm xã hội, thực hiện việc tính giá thành đối với mảng sản xuất và mảng gia công. Lên tờ khai thuế hàng tháng hàng quý, phải nộp các tờ khai nào. Và nội dung thứ ba, kiểm tra các tỷ trọng trong báo cáo tài chính và cân đối số liệu trước khi nộp, thực hiện việc in sổ sách kế toán và sắp xếp lưu giữ chứng từ cũng như kinh nghiệm thanh tra quyết toán thuế. Các nội dung trong khóa học của Kế toán Việt Hưng, các bạn sẽ được lựa chọn các phương thức học phù hợp bao gồm khóa tự học, lớp tập trung, lớp online, một giáo viên kèm một học viên. Và đặc biệt là toàn bộ các hóa đơn chứng từ, các bạn sẽ được học trên giáo trình online trong web riêng ketoanviethung.com. Đó là các nội dung chính trong khóa học Kế toán tổng hợp sản xuất gia công vàng bạc đá quý. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ hôm nay. Đăng ký nhận lộ trình tư vấn khóa học bằng cách liên hệ đến các số hotline của trung tâm hoặc gọi đến hotline số 0988 680 223 để được hỗ trợ và tư vấn ngay hôm nay.